À, dạ vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay cửa hàng sẽ giới thiệu cho các bác là chiếc máy lọc không khí của Hitachi. À, chiếc máy của chúng ta có mã là EPNVG110. Máy của chúng ta thì được sản xuất tại Nhật Bản luôn nhé. Đây các bác nhìn này, made in Japan luôn. Đấy. Giờ tôi sẽ mở hộp cho các bác xem nhé. Như bình thường không? Đây là quyển các quyển catalog của nhà sản xuất đưa cho chúng ta đây. Đây màn hình hiển thị chính đây. Khi chúng ta bật lên thì cảm ứng toàn phần luôn nhá. Rất là dễ điều khiển. Thứ hai là các quyển catalog hướng dẫn cách sử dụng chi tiết, là ví dụ như là cách vệ sinh hay là cách điều khiển này, cách lắp ráp các bộ lọc này cho chi tiết và đúng với quy tắc của nhà sản xuất. Với chiếc lọc không khí của Hitachi của chúng ta thì mặt điều khiển trước là mặt gương các bác nhé, nhìn rất là sang trọng. Đây chính là nút panel của chúng ta. Khi chúng ta cắm điện vào màn hình nó sẽ hiển thị ngay trên này. Và nút nguồn chúng ta đây được bố trí ngay trên đầu. Rất là thẩm mỹ và đẹp. Đây, còn đây chính là đằng sau, đây là đằng sau bộ lọc của chúng ta đây. Với chiếc máy lọc không khí kia chứ chúng ta thì nó có 3 bộ lọc. Một bộ lọc thô này và một màng lọc HEPA tĩnh điện lọc được bụi là 0,3 micro. Và một màng lọc khử mùi rất là tốt. Đây, khi chúng ta tháo máy chúng ta ấn hai bên này và nhấc lên trên để chúng ta có thể nhìn ra được màng lọc chúng ta. Đây chính là màng lọc thô, màng lọc gió bên ngoài đây. Điểm đặc biệt nhất của chiếc lọc không khí Hitachi của chúng ta đây chính là bộ phận auto clean, hay còn được gọi là tự động làm sạch màng lưới gió nhé. Rất là tiện lợi thôi. Trong quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, nhiều nhà ví dụ quá bận rộn với công việc ấy, thì chúng ta phải đặt chế độ tự động để cho nó vệ sinh, chúng ta chỉ cần nhấc cái khay rác này thôi, đi đổ rất là tiện lợi. Bên trong đây, sau cái màng lọc gió này chúng ta sẽ là một màng lọc HEPA tĩnh điện với công nghệ HEPA là loại bỏ được tất cả các loại bụi là từ 0,3 micro trở xuống. Và thứ hai nữa là cái màng lọc khử mùi của chúng ta rất là tốt. Với bộ lọc khử mùi chúng ta có thể bắt được các mùi lạ như là phấn hoa này, hoặc là mùi hôi hoặc là mùi nấm mốc này, nhất là mùi sơn tường, nhà nào mà mới sơn tường xong ấy. Đây khử mùi luôn. Đấy, còn bên cạnh đây chính là đây. Đây là một chiếc máy mới của chúng ta này, tôi không bóc siêu được, còn giới thiệu qua. Đây chính là khay nước bù ẩm của máy đây. Chúng ta có thể cầm và kéo nhẹ nhàng thôi, chúng ta có thể cho nước vào để máy có thể tự động tạo ẩm, giữ ẩm và mức độ cân bằng nhiệt độ và độ ẩm cân bằng trong phòng chúng ta đã được cân bằng hơn. Và thứ hai là cái bộ phận tạo ẩm của chúng ta nằm ngay trong này, các bác chỉ cần ấn nhẹ thôi là có thể nhấc ra để vệ sinh, rất là dễ vệ sinh thôi. Cái vòng tạo ẩm của chúng ta có thể là được vệ sinh bằng nước nhé. Riêng về phần màng lọc này chúng ta nên dùng các chổi sơn ấy, chúng ta có thể vệ sinh qua, nhưng mà trong quá trình chúng ta sử dụng tầm 4-5 không được sử dụng nước để vệ sinh nhé, tránh hiện tượng là hỏng màng lọc. Đây, khi lắp vào đây ấn nhẹ thôi. Đây, chiếc lọc máy không khí của chúng ta đây. Đây là các kích thước chi tiết của nhà sản xuất đây. Và đây là hai khu vực quan trọng nhất của máy, các bác biết là gì không? Máy là không khí của chúng ta có 5 cảm biến. Cảm biến ánh sáng này, cảm biến mùi, cảm biến bụi, phấn hoa và mùi nấm mốc. Chủ yếu là cảm biến chúng ta ở đây. Đấy, độ ẩm là các bác tránh che khuất cái vùng này cho em nhé. Đây, chúng ta để lộng ra để máy có thể cảm biến ra và để phát hiện bụi và điều chỉnh mức độ ánh sáng. Đây chính là cửa gió trước của chúng ta. Khi chúng ta bật máy thì máy cái là theo chế độ mình chọn thì máy sẽ tự động điều chỉnh cửa gió của chúng ta để có thể là tạo được cái lượng gió phù hợp với căn phòng. Giờ tôi sẽ cắm cho các bác xem nhé. Đây các bác ấn nút nguồn này. Đây chính là màn hình hiển thị của máy của chúng ta đây. Với cảm biến là bụi nhạy, rất là nhạy, đó là cảm biến PM2.5 phát hiện được các bụi mịn từ 0,3 micro trở xuống, bắt và thu hút rất là tốt. Và các chức năng khử mùi đây chính là đèn báo hiệu mức độ là không khí sạch hay bẩn hay là ô nhiễm sẽ được báo hiển thị ngay trên này. Điều chỉnh nhiệt độ phòng đấy, ví dụ đây là độ nhiệt độ trong phòng của chúng ta này, đây là độ ẩm của chúng ta này. Cái dấu hiệu này là báo hiệu là trong máy chưa có nước nhé. Đấy, các bác nên cung cấp nước để trong quá trình chúng ta sử dụng máy nó có thể là tạo độ ẩm như tới 60%, giúp là chăm sóc cái da của chúng ta rất là tốt nhé. Đấy,
điều chỉnh mức độ gió này. Đấy, rất là dễ bấm, chỉ cần thao tác là chặn nhẹ thôi, nhìn rất là sang trọng và hiện đại. Đấy, chức năng hẹn giờ đầy đủ này. Đấy, chuyển sang chế độ là PM Eco Navi này, đây Eco Navi đây, và chế độ PM 2.5 của chúng ta. Đấy chính là chế độ PM 2.5, cảm biến độ nhạy nhất, công nghệ mới nhất đấy. Các bác nhìn rất là đẹp, cái màu gương, cái gương lực. Máy thì hiện tại đang có sẵn tại cửa hàng, thì các bác có thể truy cập trực tiếp vào website là hangnhaphoai3.com hoặc là liên hệ theo số hotline là 0947 286 123. Xin cảm ơn các bác.